Đây là đại bàng đầu trắng, loài chim săn mồi biểu tượng được vẽ trên quốc huy của Hoa Kỳ. Chúng rất thông minh, chủ yếu săn cá làm thức ăn. Trong video, con đại bàng đầu trắng hiểu được người câu cá muốn quăng cho nó đồ ăn, nên tiến đến, chờ đợi rồi bắt gọn miếng mồi. Jesus.